Ở tập 7, Melissa, thí sinh ham học hỏi nhất đại diện cho Malaysia đã phải rời khỏi cuộc chơi sau khi rơi vào top nguy hiểm cùng với cô nàng hống hách Helena. Còn Helena do có tố chất trở thành siêu mẫu đã trụ lại cùng 5 thí sinh khác tiếp tục đương đầu với các thử thách bất ngờ ở tập 8. Liệu may mắn này có khiến cô điều chỉnh lại thái độ cũng như ổn định tinh thần hơn trước những lời nhận xét không hay từ cả ban giám khảo và các thí sinh khác? Đặc biệt, khi xung đột giữa cô và Sofia lên đến cao trào. Khác với trước đó, lần này các thí sinh sẽ phải đối đầu thêm một thử thách tăng cường. Và đó sẽ là thử thách gì? Các người đẹp sẽ được yêu cầu thể hiện những kỹ năng nào để loại bỏ đối thủ trong phần thi photoshoot đầy gây cấn của top 6? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 8 phát sóng lúc 21:30 tối chủ nhật 20 tháng 1 2013. Kính mời quý khán giả đón xem.